mèo này sẽ biến thành chú cún. Bỏ hai tay đi và tô lông màu nâu. Tô màu mắt. Và giờ Liberty có đôi mắt nâu. Dễ thương quá. Làm hình đôi tay. Mềm mại và đáng yêu. Liberty sẽ đi thám hiểm nhiều lắm đây. Những chú chim đang tắm nắng. Liberty đợi thời cơ thích hợp để hù mấy ẻm. Vui quá đi. Tự nhiên có tiếng khóc vang lên. Gì thế nhỉ? Có vấn đề hả? Tụi mình bị mất điện thoại. Liberty đang đi tìm đồ bị mất. Cậu ấy đánh hơi được trong bụi cây. Đúng rồi, ở đây nè. Cậu ấy ngậm lấy chiếc điện thoại và chạy lại chỗ mấy chị gái. Em tìm được rồi à, hay quá, đi thôi. Cảm ơn nhiều nha. Cô hộp nhựa màu xanh dương. Điểm thêm hoa lên nào. Và thêm bánh xe nha. Dán thêm tay cầm vào xe. Và giờ thì có thể kéo xe đi nếu xe chở đầy đồ nè. Chào buổi sáng. Tới lúc đi mua đồ ăn rồi. Chú cún nhỏ gấp tấm chăn báo lại, nhảy lên chiếc xe đẩy và tiến thẳng tiệm mua hoa quả. Có chuyện gì hả chị? Bạn em đâu nhỉ? Chị có biết anh ấy không ạ? À? Anh ấy làm ở đây nè. À, hôm nay chị phụ anh ấy. Dạ. Đừng lo mà bé, chị cũng không để bé đói đâu. Liberty có được quả bắp ngon lành. Tạm biệt bé cưng, hẹn gặp lại bé nha. Cha, chiếc hộp ma thuật đã xuất hiện. Cắt mặt trước để làm cửa đi. Xe nào vào cũng được. Gấp giấy lại nào. Luồn sợi chỉ qua những chiếc lỗ. Thế là có chiếc màn che rồi. Tô mẫu màu hồng nha. Những cánh chông chống trang trí gara đáng yêu ghê. Có gì đằng sau tấm màn che nhỉ? Sky mới nhận được nhiệm vụ. Phải lấy được máy bay càng sớm càng tốt. Ô, khóa bị kẹt rồi. Làm sao giờ? Liberty đến rồi nè. Này, mình không mở cửa được. Thế hả? Để sửa liền cho nha. Liberty lấy ra kẹp giấy và cửa gara đã mở ra. Yay, có máy bay rồi. Này, đi làm nhiệm vụ luôn chứ. À, nghe hay đó. Cánh quạt đã xoay rồi. Bay đi làm nhiệm vụ thôi nào. Liberty này, làm cho em mũ bảo hiểm từ quả bóng này nha. Vẽ khung và cắt phần dư đi. Giấy xốp dán lên phần giữa để trang trí cho mũ bảo hiểm. Vẽ chú ngựa trên mảnh da giả. Đồng phục đặc trưng đó nha. Giờ thì Liberty như là thành viên của đội cuốn cứu hộ vậy. Nhóm chó đến tổng hành dinh để xem nhiệm vụ lần này là gì. Liberty nhìn nè, đây là đồng phục cuốn cứu hộ của cậu. Wow, đẹp quá. Chú cuốn thử đồ mới. Cảm ơn ạ. Xin chúc mừng, giờ bé là thành viên trong biệt đội rồi. Keo dán trên các miếng dán có số 22. Thêm đèn pha màu vàng sáng. Làm yên xe nha. Một vài hạt cườm trên dây đồng sẽ tạo ra chiếc gương chiếu hậu. Thêm miếng giấy lớn có viền trắng. Thêm một chiếc sọc trắng và xanh dương nữa. Dùng xe này đi bắt tội phạm thì ngầu đét luôn. Liberty đang dạo trên chiếc xe. Các cô bạn rất vui khi thấy em ấy trong biệt đội cuốn. Chào Liberty, em trông thật cừ luôn, chúc mừng bé. Tiện thể, tụi chị có thấy tên tội phạm gần đây á? Mèo gian ác đã quay lại rồi đó. Ô không, trông ông ấy sao thế ạ? À? Tên mèo xấu xa đang lái xe đằng sau Liberty. Meo, ha 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 ha. Đuổi theo. Cố lên. Cắt một lối ra vào. Tô màu hồng lên nha. Vẽ vài miếng xương nhỏ lên. Chiếc hộp xinh đã biến thành căn nhà. Nhưng chưa xong đâu. Che điểm đậy nắp lại bằng dây ri băng xốp. Che lối vào bằng một vòng cung màu trắng với chiếc chân có cánh. Đây là chiếc gối mềm. Là nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Sky đang bay trên khu rừng.
và tự nhiên động cơ gặp sự cố. Em ấy phải hạ cánh khẩn cấp. Yay, đáp xuống an toàn rồi. Em ấy vẫn bình an. Nhưng trong rừng thì lạnh lắm. Bộ lông của em và áo khoác chẳng giúp gì được. Em ấy phải tìm được trạm càng sớm càng tốt. Trạm cứu hộ cũ hả? Hên quá đi. Đi vào trong, em ấy thấy được ngôi nhà cũ. Mình có thể dùng để leo lên bàn. Ở đấy có chiếc máy tính. Với lại nhấn chuột, bà Sky đã có thể gọi trợ giúp. Giờ thì em ấy nghỉ một chút. Ngôi nhà nên ở cạnh lò sưởi hơn xí. Rất nhanh sau đó, em ấy nghe được động cơ. Liberty đến rồi. Cậu ổn chứ? Mình ấm và ổn lắm đó. Trở về văn phòng nào. Và hai em cuốn trở về bình an vô sự. Đặt dụng cụ truyền thức ăn cho cuốn trong lọ. Lăn miếng đất nặng dài ra và cắt thành các miếng nhỏ nha. Đồ ăn cho cuốn đó. Mùi thơm thật luôn. Đậy nắp lại. Đặt những mảnh lại với nhau và sơn màu xám lên nha. Để lọ thức ăn lên trên. Gắn lên một nút vặn và trang trí thêm cục xương. Bây giờ thì biệt đội có thể ăn vặt mọi lúc rồi. Chào, nhìn quanh đây nè, mọi thứ khác biệt chưa? Giờ thì các em làm quen với món đồ mới nha. Đây là máy thức ăn xịn sò. Các bé cuốn chạy quanh chiếc máy. Raider vặn vài nút và một đống đồ ăn đổ ra sàn. Mấy bé cuốn vui vẻ ăn. Ngon ghê luôn. Em no rồi. Ăn no rồi nhỉ? Có một chiếc nắp màu trắng và hộp đựng là màu hồng. Cắt lối ra vào. Che chỗ đậy nắp lại bằng ruy băng ren và dây đỏ. Trang trí lối vào bằng giấy xốp và gắn thêm quả cầu lên trên nha. Thêm một chiếc chăn mềm mại. Và thêm vài dấu hoa trong nhà. Hay chỉ mỗi tụi mình thấy như dấu chân cuốn nhỉ? Trong trung tâm cứu hộ, các bé cuốn vừa đi làm, vừa đi chơi nữa. Chúng mình sẽ chơi một trò vui với bóng nha. Chơi xong rồi, em chạy nhiều quá. Đi ngủ nào. Liberty đi vào ngôi nhà mới. Nhưng Sky vẫn muốn chơi tiếp và nhảy lên cả nóc nhà. Dễ thương quá à. Nhưng em ấy cũng thấm mệt. Sky nằm cạnh Liberty. Tô hộp đựng nhựa và tô điểm bằng màu cam. Vài chi tiết in sẵn sẽ làm đường ống nha. Cây bằng giấy xốp sẽ cố định khung lại. Gắn vào khung nè. Và chiếc hộp đồ chơi ở cạnh này. Gắn thêm các giấy xốp tròn. Gắn cánh quạt cùng với hạt cườm vàng ở giữa. Thêm viên pha lê với đặc tính phép thuật. Và sẽ dễ di chuyển hơn với bánh xe hạt cườm nha. Nối một phần của ống cuộn với các vòng giấy xốp. Thiết bị kỳ lạ này có thể điều khiển thời tiết đó. Chiếc máy này được các nhà khoa học tạo ra để giúp ích cho thành phố. Nhưng chiếc máy bị hư và đang hút hết đám mây luôn. Thời tiết trong thành phố sẽ ra sao? Một bạn búp bê đến nhà La Lelo nè. Trông quen quen ta. Đúng rồi, Sky đó. Mặt nạ hơi sai rồi. Để trang điểm lại cho cô bạn này nha. Tô màu son mới. Kẻ lại cặp chân mày và đánh má hồng. Buộc tóc hai bên. Tỉa phần mái. Vẽ lấp lánh hình dấu chân trong đôi mắt tím nè. Thử đi nào Sky. Dễ thương quá đi à. Đội thêm mũ bảo hiểm có huy hiệu. Sky người cũng xinh như là Sky cuốn vậy. Sky đang đuổi theo những đám mây. Chiếc máy hút hết thật nhiều đám mây chỉ trong vài phút. Phải dừng lại thôi. Nhưng mà phi công không thể làm gì được. Trong khoảnh khắc, máy bay lao vào trong đám mây. Và... gì thế? Đám mây lang thang. Máy bay chẳng thể chịu nổi nữa và lao thẳng xuống mặt đất. À! Sky hạ cánh ngay bên Raider. Ôi, gì thế này? Sao lạ thế? Gì cơ? Ai đây? Sky hả?
Sao mà được, chẳng ai tin được chuyện gì vừa diễn ra. Liberty sủa lên trong ngạc nhiên, nhưng em ấy đã biết đó là người bạn tốt trong hình dạng mới.